cuộc sống xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cùng với quá trình đô thị hóa thì diện tích đất trồng nông nghiệp đang ngày càng bị thu hẹp tại các thành phố. Bên cạnh đó, mật độ dân số tại các đô thị tăng cao khiến cho nhu cầu sử dụng lương thực thực phẩm, đặc biệt là nhu cầu về rau sạch cũng tăng cao. Tuy nhiên, quá trình sử dụng phân bón trong nông nghiệp khiến cho người dân đang ngày càng mất lòng tin ở các sản phẩm rau đang bày bán trên thị trường. Vấn đề đặt ra là phải giải quyết nhu cầu rau sạch của người dân. Các bà nội trợ đã lựa chọn một phương pháp, đó là trồng rau sạch ngay tại nhà, không mất thời gian, sử dụng những vật dụng thừa là bạn đã có thể trồng được những luống rau sạch phục vụ bữa ăn cho gia đình mình. Những luống rau sạch không chỉ làm xanh ngôi nhà của bạn mà còn giúp bạn giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Triệu sứ hay thậm chí là những hộp xốp bỏ đi, tất cả đều được chị Thủy tận dụng để trồng rau. Hành, xà lách, su hào hay thậm chí là cả đậu đỗ, những cây tưởng chừng như khó trồng nhất cũng mọc xanh tốt. Trồng các loại cây rau mà gia đình nhà mình sinh hoạt ấy, ăn để ăn ấy thì rất là dễ các bạn ạ. Vì rất là đơn giản là vì mình tận dụng các cái đồ dùng cũ của gia đình nhà mình không dùng đến, ví dụ như là thùng sơn này. Mình không thấy nó có thể trồng được rau thì mình chỉ cho đất vào thôi và mình trồng. Kể cả cái tưới này cũng thế, mình đã dùng hết, để dùng cái này là xịt kính chẳng hạn, hay mình dùng hết thì mình cho nước vào chứ không nhất thiết là phải mua các cái đồ tưới. Thì là còn đất thì mình phải mua ở cửa hàng chuyên bán đồ, thì mình chỉ mua bao đất để về mà mình trải lên và trồng cây thôi. Chẳng mất nhiều công sức, hàng ngày chị Thủy chỉ cần tranh thủ những lúc rảnh rỗi tưới nước cho cây. Đặc biệt, cách trồng này cũng rất tiện lợi khi rau đến kỳ thu hoạch, chỉ việc cắt lớp ngọn đi rồi tưới nước, gốc rau sẽ lại phát triển thành những lứa mới. Hái ăn thì sau vài hôm cây lại vẫn lớn lên, nhưng có những cô loại cây thì mình thu gặt ấy thì sau đấy thì mình lại trồng lại, mình lại vẫn lợi dụng được cái đất cũ để mình trồng, thì liên tục mình có thể trồng được các loại cây cây rau khác, mình có thể thay thế liên tục được theo chỉ một vài tháng là ta lại ăn được, thì cứ hết bồn này thì mình lại thay luân phiên nhau ăn được. Không chỉ có vậy, chị Thủy cũng tận dụng những chậu rau này làm cây cảnh. Thêm một khoảng xanh trong nhà là thêm những phút giây thoải mái. Không sử dụng hóa chất, cách trồng rau này cũng rất thân thiện với môi trường. Những lúc rảnh rỗi, chị Thủy lại mở những trang mạng về trồng rau để tham khảo cách trồng mới. Từ nửa năm nay, gia đình chị đã không còn phải mua rau ăn. Các loại rau trong bữa cơm hàng ngày cũng phong phú hơn. Trồng rau sạch tại nhà vẫn là xu hướng phổ biến trong nhiều gia đình. Trước thực trạng rau xanh bị phun thuốc trừ sâu và sử dụng nhiều loại thuốc tăng trưởng độc hại hiện nay, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian cùng sự khéo léo, ai cũng có thể có được những chậu rau an toàn và tươi ngon như chị Thủy.